thu giữ hàng chục bộ quân phục lạ ở Kon Tum. Cơ quan quản lý thị trường tại Kon Tum và công an huyện Đắc Hà phát hiện thu giữ hơn 1.000 bộ áo quần giống quân phục lậu. Ngày 12 tháng 6, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Kon Tum cho biết đơn vị này vừa tống đạt quyết định xử phạt một chủ cơ sở kinh doanh áo quần không rõ nguồn gốc. Trước đó, đội quản lý thị trường số 2 Cục Quản lý Thị trường tỉnh Kon Tum phối hợp với công an huyện Đắc Hà và Ủy ban nhân dân thị trấn Đắc Hà Kon Tum kiểm tra đột xuất cửa hàng của bà Vũ Thị Nguyệt tại số nhà 183 đường Hùng Vương, thị trấn Đắc Hà Kon Tum. Tại cửa hàng này, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 1.000 bộ quần áo cũ đã qua sử dụng, mang nhãn hiệu nước ngoài nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt, tất cả các bộ quần áo này đều có họa tiết dằn di giống như quân tư trang của quân đội nước ngoài. Đi kèm các quần áo giống quân tư trang còn có các mũ đội giống quân tư trang lực lượng quân đội không phải của Việt Nam. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trong sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ và tạm giữ toàn bộ số quần áo trên. Được biết, cửa hàng của bà Nguyệt là một trong những kho hàng quần áo dằn di lớn nhất tỉnh Kon Tum. Các mặt hàng này thường được người dân mua về mặc khi lao động trong các vườn cà phê. Cục Quản lý Thị trường tỉnh Kon Tum đã quyết định xử phạt hành chính 50 triệu đồng về các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu là hàng hóa cấm nhập khẩu có giá trị 50 triệu đồng theo quy định tại điểm G, khoản 1 và điểm B, khoản 2, điều 15 nghị định số 98/2020/NĐ-CP. Đồng thời tịch thu tang vật gồm 1.000 chiếc áo dài đã qua sử dụng, trên nhãn áo thể hiện thông tin xuất xứ từ nước ngoài là hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu.